Hải Đăng phát xin chào bạn. Sau đây Hải Đăng xin giới thiệu các bạn bộ cần mini, hay gọi là cần đút cốp, tức là nó chọn bộ là như này luôn. Để các bạn có thể câu đơn và câu lu. Cần này có kích thước là 2m1, 2m4 và 2m7. Là cái kích thước nào thì inbox riêng cho đôi câu Hải Đăng. Trước tiên là cần mini đây. Liquid. Này kích thước này. Kích thước này là 2m1 đây các bạn. Các bạn có thể lưu được. Câu lô có đây rất gọn, gọn đốt ngọn này là đặt các bạn nhé, chịu lực ok, khuyên của nó khuyên được mạ vàng rất đẹp. Tiếp đến là máy VC2000 của hãng Judao sản xuất. Thích hợp các bạn câu lu được. Nhẹ, tầm 2000 thì nó nhẹ, bạn câu lu mà đứng thì quá ổn. Tỷ lệ truyền của máy là 4.9.1. 7.1 vòng bi, 8 vòng bi đấy các bạn. Máy rất đẹp, cối sâu, chứa cước là cước 2.0.2 là 280 m, 0.25 là 180 m, 0.28 là 140 m. Lù quá đẹp, nhẹ. Lắp vào cần mini 7 của một vòng bi đây các bạn, đây là một vòng bi 2000. Tiếp đến là một con mồi giả, các bạn chọn con nào cũng được, cá giả, mồi giả. Còn như đây con nhái hơi, chọn nhái hơi con nào cũng được. Phao các bạn là câu chống sóng và câu xa bờ chống sóng tốt, phao câu đơn, chì chân cắm phao và khóa linh, hạt chậm, lưỡi, các bạn cần một hộp để các bạn câu đơn, cước trà xanh của Simago sản xuất, đủ số, các bạn lấy số nào thì inbox riêng. Của Simago China sản xuất, chọn bộ như này luôn các bạn. Quay lại tổng thể chọn bộ cho bạn xem. Vừa rồi Hải Đăng phát sinh đã giới thiệu các bạn là bộ cần câu mini, vừa câu đơn và vừa câu lu dê. Hải Đăng phát sinh xin chào, hẹn gặp lại các bạn sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng phát sinh.